Hello, xin chào anh em. Vâng, thì mình đang có một chiếc Lenovo Pad P11 đây nhá. Thì cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm máy tính bảng hiện tại là anh em rất là quan tâm, mặc dù là nó khá là khan hàng nhưng mà lượng đơn đặt hàng của mình rất là nhiều. Mình rất là xin lỗi anh em là khi rất là nhiều anh em đặt hàng mình không có hàng giao kịp. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình cũng bán vài chiếc online rồi và rất nhiều anh em hỏi là mình là cài tiếng Việt thế nào, bởi vì anh em ship online thì rất là muốn để nguyên siêu. Và khi để nguyên siêu thì tất nhiên là bóc ra thì chúng ta sẽ không có tiếng Việt. Thì anh em cùng xem clip này thì ngày hôm nay mình sẽ cài tiếng Việt nhá. Đó, thì khi máy cài tiếng Việt xong ấy, như chiếc máy này này, nó sẽ đầy đủ tiếng Việt và Google luôn. Đó là nó quốc tế luôn, mà cài rất là dễ thôi. Chỉ cần có máy tính và mạng là chúng ta sẽ cài được. Đó, thì anh em cùng xem clip này mình hướng dẫn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bóc siêu một con mới ra cho anh em xem. Nó sẽ không có tiếng Việt nhưng mà nó sẽ như nào. Đó, thì sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán với giá mức giá là loanh quanh 4 triệu thôi. Anh em chi tiết anh em vào website là mnm.vn. Thì anh em thông cảm với mình là hiện tại giờ sắp Tết rồi, sang năm thì chắc là nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì giáp Tết rồi, bây giờ mình lấy hàng đang cái tắc biên về không được nhiều lắm. Thế nên là mình số lượng không còn nhiều lắm, anh em đặt hàng thì riêng con này anh em phải trả hết tiền cho mình thì mình mới ship nhé, chứ không có chuyện là mình ship COD được, bởi vì là sợ anh em không nhận hàng, mình tồn hàng không có ai để mua cả. À không kịp về đây để bán cho mọi người trước Tết được. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở siêu anh em xem cùng xem chiếc máy này nhá. Thì máy này đặc biệt cái là nó có là màn hình 11 inch và 2K. Máy mức giá chỉ là cái 4 triệu thôi nhưng màn hình của nó là 11 inch 2K. CPU là Snapdragon 662 chứ không phải MediaTek đâu, mà là Snapdragon luôn. Đó, pin 7500, RAM 4GB vào trong là 64GB. Đó, đây là một chiếc những chiếc máy mà giá hình thành rẻ và được anh em săn lùng nhiều nhất và cũng khá là ngon. Đây, thiết kế của nó thì anh em có thể xem YouTube các bạn khác đã đánh giá rồi, mình thì không đánh giá giỏi nên mình sẽ không đánh giá nhiều. Vỏ kêu lại chắc chắn nhé, màn hình rất là đẹp nhé, đây này. Đó. Đấy, bật soi qua anh em nhìn nhé. Đó nha. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem như nào nhé. Đấy, các anh nhìn thấy công nghệ sau này. Thì máy này là bây giờ đa phần ở Việt Nam là phân phối thằng sản phẩm nội địa Trung Quốc thôi. Thì Trung Quốc anh em biết nó rất là khắm. Khi mà cả thế giới thì đều được tiếp cận với ở Google và Facebook và tất cả các thứ thì riêng Trung Quốc là sẽ không có nhé. Đó. Riêng Trung Quốc là sẽ không có Google. Thế nên là cả thậm chí là tất nhiên rồi thì trong đấy thì người ta cũng sẽ không làm tiếng Việt luôn. Người ta rất là hạn chế trong vấn đề như vậy, người ta chỉ bán nội địa thôi thì chỉ có tiếng Trung, tiếng Anh chứ hoàn toàn cũng không có tiếng Việt. Thế nên là khi anh em mua chiếc máy này từ Trung Quốc về rất là bất tiện. Thì mình làm clip này cho anh em nào mà mua online của mình để nguyên siêu, hoặc là anh em nào mà xách tay từ Trung Quốc về, hoặc là anh em nào mua online cửa hàng khác mà không biết cài tiếng Việt, anh em cùng xem clip này của mình. Thì mình chỉ xin anh em một cái like và subscribe thôi. Cảm ơn anh em nhé. Đó, thì bây giờ đây anh em nhìn nhé, nguyên siêu thì nó sẽ như này này. Đó, bên trong hộp thì nó cũng đơn giản thôi, nó sẽ có sách hướng dẫn dụng này. Đó, nó sẽ có đây xem nào, sạc cáp này. Đây cái này là nó sẽ sạc nhanh của nó là 29W, sạc nhanh 33W cho cái pin 7500. Đó, đơn giản vậy thôi. Để cài tiếng Việt nhá thì anh em còn chuẩn bị là lấy luôn cái cáp này và chuẩn bị chắc chắn là phải có một chiếc máy tính và có mạng để download mình hướng dẫn nhá. Thì bây giờ thì nhà anh có mạng rồi đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ mở máy này lên nhá. Đây cái logo của Lenovo Trung Quốc nó bé tí. Đó, tính chạy quốc tế xong nó to tướng luôn. Đây nhá, đấy, khi khởi động xong thì nó chỉ có tiếng Anh hay là tiếng Trung thôi. Nó thậm chí là không có những cái tiếng như ở mấy vùng mà tự trị khác ở Trung Quốc là chỉ có tiếng Anh tiếng Trung thôi. Đó, thì chúng ta sẽ chọn tiếng Anh, và nếu anh em nào chưa biết thì chắc là kích hoạt cái này rồi đúng không? Đó. Chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung mà không có những cái dịch vụ của Google luôn. Anh em nhìn nhá, không có Google luôn. Đó. Rất là thương cho người dân Trung Quốc khi không được dùng Google. Đó, đấy nha. Mặc dù là bên đấy cũng có cái Google riêng của họ. Đó, thì bây giờ chúng ta cài như nào? Bây giờ anh em cùng chú ý màn hình máy tính mình làm nhá. Ok, anh em nhìn lên màn hình máy tính nhá. Đó. Thì đầu tiên là cái quan trọng nhất là tất nhiên là máy tính của chúng ta phải có mạng đúng không? Đó, thì anh em download những cái này cho mình. Thì ở đây mình sẽ để ở phần mô tả nhá, mô tả của video đấy. Đó, trong đó là có cái phần quan trọng là cái phần ROM của quốc tế này. Thì anh em phải download đúng cái bản này nhá, cái bản để đây này, cái bản mà 120.184 này, bởi vì cái bản này download về chạy xong ấy thì nó sẽ không báo là sai vùng. Chứ nhiều bản mới download về nó bị sai vùng đó. Thế này là mạng anh em còn phải khỏe tính nhá, cái này nó nặng 2.4GB cơ. Đó. Là cái đầu tiên là chúng ta đã download trước này. Cái thứ hai đó là cái driver của cái Qualcomm, bởi vì con này chạy chip Qualcomm mà. Thì cái driver này thì ở trong cái phần tool nó cũng có rồi, nhưng mà thôi chứ cứ download cái bản của mình gửi về, mình thấy cái bản này nó ổn định rồi. Đó. Cái thứ ba đó là cái tool của Qualcomm để chúng ta chạy ROM. Đó là chúng ta sẽ download hết về nhá. Anh download hết về cho mình. Đây cái này chỉ có 5 mấy MB thôi. Cái driver này đây. Đó. Rất là nhẹ thôi. Đó, ở đây thì mình download rồi, mình chỉ làm ví dụ cho anh em thôi nhé. Đó, mình sẽ download hết rồi. Đó, mình anh em download cho mình ba này về.
sau đó anh em để ổ D cho mình, để cái ổ nào mà nó dễ làm nhất đấy, để ổ D ổ C cũng được. Ở đây thì mình để ổ D. Đó, ba cái file mình đa xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ cài cái đờ đi giải nén cái file trước này. Đó, chúng ta sẽ extract sang cái folder này nhá. Chúng ta để ngay để ổ D thôi cho nó dễ, càng nhiều folder càng nhiều xảy ra nhiều lỗi. Nên mình cứ để ngay ổ D cho dễ nhá. Đó, mình giải nén này nhá. Đây. Đó, thì bây giờ mình giải nén cả cái file raw này. Đó, bây giờ mình sẽ cài driver. Đây, ấn vào đây để cài driver nhá. Cài driver này cũng đơn giản thôi, nó giống như là chúng ta cài cái phần mềm bình thường thôi. Đó, bây giờ là giải nén xong cái file ROM rồi, chúng ta vào đây nhá. Mình đã cài driver rồi nhá. Đấy, anh em hình dung như vậy thôi. Đó, mình sẽ vào đây mình cài cái file ROM trước này. Đó. Thì mình đã cài sẵn rồi thì nó sẽ xóa cái file cũ đi. Đó, bây giờ mình sẽ cài lại nhá. Anh em nhớ cái đường dẫn của nó, cứ để mặc định thôi cho nó dễ. Đây này, đường dẫn này đó, thì cứ để mặc định thôi nhá cho nó dễ. Đó, đồng ý này. Thì bây giờ là sau khi giải nén và cài xong rồi đúng không, vừa giải nén xong rồi vừa tất cả thứ rồi, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần mềm up ROM mình vào cài nhá. Thì anh em vào cái đường dẫn bây giờ ổ C này, vào cái program file x86 này, vào cái Qualcomm này đó, xong vào cái QPFT này, vào cái bin này. Đó, sau anh em vào cái phần tìm đến cái phần qfil.exe, nó có biểu tượng màu xanh mà mũi tên chỉ xuống này, bật vào đây. Đó, sau khi nó lên này, anh em lưu ý nhá, chúng ta sẽ vào cái phần config này nhá, chúng ta chọn vào file home này, chúng ta chọn cái này là quan trọng nhất này, bởi vì là mặc định thì nó sẽ là không SATA, chúng ta để nguyên nhá. SATA chúng ta phải để như này. Cái phần device type chúng ta sẽ chọn là UFS nhá, không phải MMC, UFS nhá, chúng ta chọn này này. Đó, sau chúng ta sẽ để cái này mặc định là không novo nhé, tức là để nguyên nhé, không và UFS, cái đấy quan trọng. Rồi nó ok nhé. Đó, thì bây giờ nó sẽ như này, và chúng ta chọn là chọn cái metan này, metan bui này, chứ không phải là chọn flat bui nữa nhá. Chúng ta ấn vào loát connection này, chúng ta sẽ chọn đến cái file chúng ta vừa giải nén ra này. Ở đây nó là cái này nhá, đúng cái chuẩn tên nhá, chúng ta nhìn kỹ nhá, đúng tên nhá. Đó, chúng ta chọn vào connect.xml nhá. Đó, anh em lưu ý nhá, anh em phải xem kỹ video của mình, chứ không là nó sẽ bị lỗi đấy. Xảy ra bị lỗi thì bởi vì break thì sẽ có cách cứu thôi, nhưng anh em phải comment video mình hướng dẫn. Ở đây tiện thì mình chưa có thời gian mình làm cái break đi được. Đó, còn nếu anh em bình luận nhiều quá thì mình sẽ làm video sau. Bây giờ thì ở trên điện thoại nhá, ở trên máy tính nhá, chúng ta tắt nguồn đi nhá. Chúng ta bắt buộc tắt nguồn đi. Đó, tắt nguồn đi hoàn toàn này. Đó, còn cái cáp ở đây thì mình đã lấy chính cái cáp bóc máy luôn cho nó yên tâm nhá. Hoặc là anh em có cáp thì xịn tí, cái cáp của Xiaomi và dây to, hoặc cáp của Realme dây to cũng được, nhưng mà mình thì dùng cái cáp bóc máy này. Đó, để cho nó dễ hình dung, cắm vào cổng USB máy tính. Lưu ý nhá, lưu ý để đảm bảo an toàn ấy, trong khi chạy ROM thì chúng ta nên dùng laptop, còn nếu anh em nào không có laptop thì chúng ta cắm vào cổng main, trên main USB, trên main chứ không phải USB đằng trước nhá. Lưu ý là như vậy, phải cắm vào USB đằng trước cho nó an toàn tối đa có thể. Đó, bây giờ máy tắt rồi đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối máy tính bảng này vào máy tính của chúng ta bằng cách là chúng ta kết nối về chế độ chạy ROM nhé, bằng cách là chúng ta ấn nút to tiếng này, nút này là nút to tiếng nhá, đây nhỏ to này, đây nút to tiếng nha, nhưng chúng ta đừng cẩn thận là chèn vào phím nguồn nhé. Chúng ta sẽ ấn nút to tiếng này, giữ nút to tiếng này. Đó, sau chúng ta cắm nguồn vào nhá, cắm cổng USB nhá, giữ to tiếng và cắm cổng USB này. Đó, đây này, giữ chặt nhá, nó sẽ rung lên nhưng kệ nó thôi, giữ cho đến khi nó nhận driver nhá. Đây, ok, nhìn màn hình vi tính tiếp này, nó nhận là Qualcomm và cái cổng như này, QLOAD 9008 COM3, nó nhận như này là ok rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần download context nha, download content nha, đó, ấn vào download content này. Đó, bây giờ nó sẽ chạy được ROM rồi. Là anh em lưu ý với anh em một lần này, bởi vì là mình đã vọc vạch rất là nhiều sản phẩm này cả buổi sáng luôn. Sáng hôm trước mình có nhận máy đấy, thì là khi mà mình download những cái file file tool này mà ở bên ngoài nó không có nguồn gốc ấy thì mình chạy nó bị lỗi, hoặc là file ROM mà bản mới nhất chạy xong nó cũng bị lỗi. Thế nên là anh em cứ lấy cái file nguyên của mình thôi, anh em chạy yên tâm, bị break thì cứu được thôi, con này nó không sợ chết đâu, bởi vì có cái file gốc của Trung Quốc là cứu được. Mình chưa kịp up file gốc lên, nhưng mà mình sẽ ôm sớm up cái file gốc này mình để mô tả nhé. Thì cái file gốc này chạy cũng tương tự như là cái file này thôi. Đó, chúng ta bây giờ chúng ta cùng chờ, là nó rơi được khoảng 10 phút ấy, 5 phút đến 10 phút là nó xong. Đó, bây giờ chúng ta cùng chờ nhá. Ok nhá, khi nó báo là download sơ ấy là chúng ta đã cài xong, thì bây giờ là chúng ta rút cáp được rồi nhá. Chúng ta rút cáp ra thì ban đầu là chúng ta bật lên nó hơi khó nhá. Chúng ta rút cáp chúng ta bật nó không lên đâu. Nó kiểu nó chết luôn ấy. Chúng ta cứ giữ một lúc thì nó mới lên. Lâu lâu ấy, mình nhiều khi mình còn chỉ ấn nút to tiếng nhỏ tiếng với cả nút nguồn.
mà mãi không nó lên mình cứ tưởng là chết rồi, chứ không phải. Cái này là chúng ta phải kiên nhẫn đấy nha, chúng ta phải bật được máy lên đấy. Nhưng bật được máy lên là xong rồi, lần sau nó sẽ không bị thế nữa, bởi vì nó vừa vào cái chế độ up down nó vậy nha. Đó. Đây anh em thấy khó bật. Ok, bật ấn nút giữ nó to tiếng vào nguồn thì nó vào được rất vui. Đây này, cái trường hợp nó bị nó chạy như thế này này, nó chạy như thế này là trường hợp là nó bị break ấy, là nó sẽ không vào bên trong. Nhiều anh em chạy nó sẽ bị như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đa cái file ROM Trung Quốc về, file ROM stock fix về, chúng ta chạy vào cái file đấy xong chúng ta lại chạy lại cái file này là được nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên video luôn cho anh em xem. Ok nhá, rất là may là cái chiếc máy này định làm clip hướng dẫn fix cho anh em sau, nhưng mà cái chiếc máy này chạy phát là bị lỗi luôn, thì nó sẽ văng vào cái chế độ phát boot như này này. Đó, thì là bây giờ là để mà chúng ta có thể là chạy được lại như nào ấy, thì anh em cùng xem lại nhá. Mình đã áp lại ấy rồi, mình đã áp thêm cái ROM Chinafix này, chúng ta ấn vào đây thì chúng ta về thì mình đã đao sẵn rồi nhá. Đây này. Đó, mình đã đao sẵn rồi đây, thì mình sẽ lại giải nén này. Đó, mình sẽ giải nén này nhá. Đây nhá. Đây, nó tên là có chữ CN á, Wi-Fi ấy. Chúng ta mình sẽ lại giải nén đây. Đó, thì khi mình giải nén đây thì mình chạy lại ROM, mình lại chỉ cần ấn mỗi cái load content này và mình load lại cái vào cái file folder đấy mình vừa giải nén là xong. Thì chúng ta chạy lại cái file này và sau đó chúng ta lại chạy lại file tiếng Việt là chúng ta sẽ có tiếng Việt bình thường, sẽ hết fix lỗi. Đó, thì anh em nào mà chạy bị như này thì anh em cứ yên tâm nhé, là không vấn đề gì đâu nhé, bởi vì máy này rất là khó bị break. Thế anh em cứ vọc vạch thoải mái đi, có vấn đề gì thì cứ gửi cho máy cho mình xử lý cho nhá. Đó, giải nén được nhanh thôi, cái này nó 2.7GB, nó nặng hơn là cái file ROM kia một chút, nó nặng hơn 300MB. Đó. Ok nhá. Bây giờ mình lại sẽ load lại cái file đấy, mình sẽ ấn vào D này, load lại cái file mình vừa giải nén là CN Wi-Fi này. Đó, ấn vào cái phần là IMAG này nhá. Đó, ấn vào đây. Đó, bây giờ load lại như này rồi, chúng ta lại cắm lại cáp vào chiếc máy này, chúng ta lại vào cho phần tắt nguồn nhá. Ở trên chiếc máy thì chúng ta thao tác bằng cách là chúng ta ấn nhỏ tiếng to tiếng để chúng ta lựa chọn, thì ở đây là nút start. Đấy nhá, mình sẽ ấn nhá. Là power. Đó, power chúng ta ấn nguồn để chọn nhá, là power là tắt nguồn đấy. Ok, và chúng ta lại cắm lại cáp nha. Chúng ta lại ấn to tiếng cho ta cắm lại cáp nha. Cái này rất là nhiều anh em bị này, bởi vì anh em ấn như này thì nó sẽ chèn tay vào phím nguồn, và chèn tay vào phím này thì nó lại vào chế độ vừa giờ. Thì chúng ta nhớ chúng ta cẩn thận, chúng ta đừng chèn tay vào phím nguồn nhé. Chúng ta lại giữ nó to tiếng là chúng ta cắm cáp nha. Đó, giữ to tiếng cắm cáp này. Ok, bây giờ nó sẽ là Qualcomm Galaxy Tab tiếp, chúng ta đã ấn vào download và chúng ta lại chờ đợi tiếp mấy phút để nó chạy được ROM này xong. Chạy ROM xong rồi chúng ta lại chạy ROM kia là xong. Đó. Ok rồi nhá. Đó, chạy xong rồi thì chúng ta lại rút cáp ra thôi, là chúng ta lại khởi động lại máy. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi chúng ta lại load lại cái file quốc tế. Đó, ổ D này, rồi vào phần này này. Load lại quốc tế này. Đó. Khi nào nó hiện chữ Lenovo mà nó không vào cái chế độ fast boot mode nữa thì là nó fix được rồi. Đấy. Như thế này là chúng ta đã fix được rồi đấy. Chúng ta khởi động lại rồi chúng ta tắt cái máy đi nhá. Quên mất phải đeo khẩu trang cho an toàn anh em ạ. Đó. Nói chuyện với anh em qua màn hình cũng vẫn phải đeo khẩu trang. Chẳng may lây virus qua màn hình thì bỏ mẹ ạ. Yay. Đây, cái Lenovo mà nó nhỏ nhỏ như này nó trong gốc. Còn ROM quốc tế nó sẽ to hơn, to như này này. Và tí nữa chạy xong ngon lành thì mình sẽ cho anh em xem nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó khởi động lên và chúng ta sẽ tải tắt nguồn đi nhá. Đó, bây giờ lên nguồn chúng ta lại tắt nguồn đi nhá. Lên nhìn thì biết thôi. Đó, chúng ta lại tắt nguồn đi này. Đó, lại tắt nguồn đi rồi. Ok, nhìn nó lót lại chưa? Nó lót lại file ROM quốc tế rồi nhá. Đó, chúng ta lại cắm cáp, lại làm lại, ấn nút to tiếng vào cắm nguồn. Đó, lại vào lại Qualcomm nha. Nhớ lưu ý là vẫn phải vào lại cái này nhé. Chúng ta ấn lại download để tải file ROM quốc tế vào này. Đó, chạy ROM xong ROM quốc tế này là lần này là 100% được ấy. Bởi vì mình làm mấy con, là có con thì mình chạy sang ROM quốc tế phát được ngay, và có con thì mình phải chạy hai lần như vậy. Đó,
thì tỷ lệ bị hai lần là bị cái lô phản kích ấy nó ít thôi, nó ít hơn là so với tỷ lệ mà chạy được luôn. Thế là mình nghĩ con này chạy ăn luôn, thì mình cứ làm một clip, nhưng mà không ngờ nó lại bị. Rất là may như vậy thì mình lại có cách để có thêm thời gian để mình làm cho anh em xem là nó bị lỗi như nào và fix như nào. May thế nhỉ, anh em cùng xem, anh em biết làm và anh em tránh được cái trường hợp này. Ok, chúng ta lại đợi tiếp để khi cài ROM xong nhá. Ok, xong rồi nhá. Đó, chạy 3 lần thì mới xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ khởi động lại máy thôi. Ghét nhất cái lúc khởi động lại máy của ROM quốc tế là rất là lâu luôn, ấn mãi không được. Bật ROM Trung Quốc ấn phát ngay. Đó, lại có điện thoại. Alo, mấy anh phòng nghe ạ? Dạ dạ đúng anh ạ. Vâng, em còn Redmi Note 11 Pro nhé. Em còn màu đen, màu xanh thôi ạ. Còn đấy có hình ok, nhưng mà nếu mà anh dùng bây giờ, mới dùng bây giờ thì hiện tại nó chưa có ROM quốc tế, nên là nó hơi nhiều cái bất cập. Vâng, ROM quốc tế chắc phải tuần sau nữa mới có. Nó không có tiếng Việt anh ạ. Hai SIM. Vâng, em nhiều máy, nhiều loại máy lắm, anh cứ qua 170 này chay đi, em tư vấn cho anh cho nó cụ thể. Con đấy em đang bán là 6950 ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, nhanh thì sang tuần nó có. Vâng, có gì điện lại cho em nhé. Em không còn nhiều lắm đâu, nhưng sang có gì cứ điện lại cho em cho chắc. Vâng, em chào anh ạ. Ok nhá, đó thì anh em nhìn thấy nhá, khi khởi động xong thì logo to như này mà. Đó thì đây là đã xong bản quốc tế rồi. Cách đơn chạy rất đơn giản thôi. Đó, thế nên là anh em nào mà chạy ROM, cần chạy ROM con này mà chẳng may xảy ra lỗi thì anh em cùng lần dưới video. Còn anh em cứ xem kỹ video của mình thì anh em yên tâm là anh sẽ làm hết, không gì khó cả. Mà máy này rất là khó chết, anh em cứ bọc vạch thoải mái nhé. Anh em nào mua online sản phẩm này thì anh em vào website bên mình là mm.vn, ấn đặt hàng. Bên mình điện thoại và bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển khoản và mình sẽ chỉ ship. Thì anh em lưu ý, hiện tại bây giờ mình đang làm cái video này vào gần tháng cuối của năm 2021 âm lịch, đầu năm 2022. Đó, thế nên nếu là gần Tết, dư âm lịch đến nơi rồi, thế nên là anh em nào mà muốn mua con này thì mình chỉ nhận chuyển khoản 100% thôi. Thì mình ship, chứ nên mình không nhận cọc nữa. Chỉ những cái máy nào mình sẵn mình nhiều thì mình nhận cọc thôi, máy này mình đang còn rất ít. Em lưu ý là như vậy nhá. Còn sau này anh em xem cái này vào sau Tết ấy thì em ship thì mình có ship COD bình thường. Đó, thì anh em cài xong thì nó có tiếng Việt đầy đủ nhá. Đó, anh em nhìn thấy nhá, đây là ROM quốc tế luôn, đầy đủ Google, đầy đủ tiếng Việt các thứ như chiếc máy lúc đầu mình cho anh em xem ấy. Thì anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Cảm ơn em xem clip và chào hẹn gặp lại anh em.